Đây là tờ bốc thư của Sở Tình Thế về Tiền Sơn. Mời con và các bạn thân mến, vào 14 giờ ngày 22 tháng 8, tại đây, Sở Tình Thế sẽ diễn ra sự kiện Internet cho phụ nữ. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do Quỹ Bill và Melinda Hotel tài trợ. Trong điều kiện đất nước đã mới và phát triển, vì thế, vai trò phụ nữ đã được nâng lên rõ rệt. Bình đẳng giới ngày còn được chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương ngày còn quan tâm. Ở nông thôn, vai trò của người phụ nữ còn thể hiện rõ khi họ chiếm số đông trong dân số cũng như trong lĩnh vực sản xuất. Người phụ nữ ở nông thôn hầu như phải đảm bảo nhiệm vụ chính có công việc trồng trọt, chăn nuôi, nội trợ gia đình. Trong gia đình ngoài nông giới luôn đa số mọi công cụ đàn ông nghề phụ thuộc cần gấp vùng vai trò phụ nữ. Đặc biệt tác động của việc chuyển đổi kinh tế công nghiệp hóa đỡ với phụ nữ và nông giới rất khác nhau. Trong các gia đình ở nông thôn có một sự phân công lao động phổ biến theo khuynh hướng vừa lợi nhỏ, chồng rời gia đình khi nơi khó trong môi trường lao động tiên tiến hơn, thu nhập bằng tiền mặt, dẫn đến việc phụ nữ ở nông thôn dễ bị tụt hậu so với nông giới trong quá trình cải cách kinh tế và công nghiệp hóa. Bởi vậy, nhiều phụ nữ ở nông thôn hiện nay vẫn có nhiều nỗi lo lắng cực nhọc, vất vả trong việc thực các vai trò của mình trong việc kết hợp giữa hoạt động kinh tế với chăm sóc con cái. Tuy nhiên, công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn đã mang lại nhiều cơ hội cho chị em.